được làm việc trong những chiếc phi cơ bay lượn trên trời, được tới nhiều vùng trong nước và quốc tế, được hưởng thu nhập cao và nhiều đãi ngộ hấp dẫn. Nghề tiếp viên hàng không là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Công việc thường ngày của tiếp viên hàng không cần thực hiện trên mỗi chuyến bay là soát vé, xếp chỗ, kiểm tra hành lý, hướng dẫn lối đi cho khách hàng trước và trong chuyến bay. Đảm bảo an toàn cho khách trong suốt chuyến bay thông qua việc hướng dẫn, làm mẫu các thao tác cấp cứu và các biện pháp an toàn cho khách, giúp đỡ những khách hàng yếu mệt. Phục vụ ăn uống, báo chí cho khách. Đây là nghề hấp dẫn với cơ hội được đi du lịch đến nhiều vùng miền, lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Gặp những nhân vật nổi tiếng, thường xuyên trau dồi khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, mức lương trên 18 triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt là yêu cầu tuyển dụng của các hãng hàng không không quá khó khăn về mặt học vấn, quan trọng là ngoại hình ưa nhìn và sức khỏe tốt. Để có thể làm tốt nghề tiếp viên hàng không, bạn cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đó là phải làm việc ở độ cao đến 10.000 mét, không gian hạn chế, áp suất thay đổi luôn đột ngột nên tiếp viên hàng không thường mắc các chứng bệnh về tai và mũi, tiền đình. Làm việc theo ca, thời gian làm việc phụ thuộc vào lịch trình các chuyến bay và múi giờ. Những chuyến bay dài ngày và liên tục khiến bạn có ít thời gian dành cho gia đình hay những chuyện tình cảm riêng tư. Cho dù bạn là một tiếp viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm hay yêu nghề chừng nào đi nữa, thì bạn vẫn phải ngừng bay ở tuổi 40. Để có thể trở thành một tiếp viên hàng không, bạn cần phải tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, không quá 30 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn và chiều cao, sức khỏe tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao, nói tiếng Việt lưu loát và thành thạo tiếng Anh sau khóa đào tạo của hãng, khả năng giao tiếp tốt, cởi mở, nhiệt tình, bình tĩnh, biết điều phối thời gian, có tố chất phù hợp với nghề phục vụ. Hiện nay ở Việt Nam có 3 hãng hàng không thường xuyên tuyển tiếp viên: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air. Trong đó, Vietnam Airlines sẽ đào tạo tại trung tâm huấn luyện bay. Ngoài ra, các địa chỉ đào tạo tập trung chủ yếu trong thành phố Hồ Chí Minh.